Trước cái năm mà 16, 17 tuổi đó, Hiếu là một cô gái bình thường. Đi học, rồi về nhà, chỉ có ăn học thôi. Tại vì là con gái út của trong gia đình. Nhớ cái ngày đầu tiên mà tiếp xúc với xe lăn á, chú không có chịu ngồi xe lăn, nhìn cái xe lăn sợ lắm. Nhớ cái ngày mà ngồi xe lăn, Hiếu khóc quá trời. Trong vòng 7 năm đó, không tiếp xúc với bạn bè, không bước ra khỏi nhà luôn, không đi đâu hết. Chỉ quanh quẩn dưới bốn bức tường, không coi tivi, cũng không đọc báo luôn. Muốn chết. Thì nhớ cái ngày đầu tiên đi học lại á, cái cảm giác rất là khủng khiếp. Tại vì trước đó đó, Hiếu đi học bằng cái đôi chân của mình. Sau 7 năm mình quay lại lớp trên chiếc xe lăn. Tại lúc đó Hiếu học trên lầu 4 thì ảnh mới thấy cái chị mà cổng Hiếu lên lầu 4 á, nói thôi cứ để cho ảnh cổng. Ảnh là sức trai, ảnh cổng nó khỏe hơn chị. Ảnh đến ảnh giúp Hiếu giống như là thấy người khuyết tật yếu đuối rồi đến giúp vậy thôi. Cứ hàng ngày vậy đó. Ảnh sáng đi làm, chiều tới là cổng Hiếu đi học. Thì cái tình cảm của hai đứa gắn bó với nhau, nó theo cái thời gian luôn. Gia đình mới phát hiện ra cái tình cảm của anh với Hiếu, bắt đầu ngăn cấm. Và gia đình còn nói cái thân con như vậy mà còn yêu, biết người ta có thật lòng đến với con không, hay là người ta đến lừa con để cho ảnh nản mà bỏ Hiếu. Một lần nữa Hiếu lại muốn mình chết nữa. Nhớ là năm 2005, cũng là cái năm mà DRD được thành lập á, thì Hiếu mới tìm đến. Lúc đó Hiếu, cái tâm trạng của Hiếu đang, mình đang cô đơn mà, lúc đó mình đang cô đơn, mình đang bao nhiêu nỗi buồn đang dồn nén. Khi mà gặp Ánh Loan nè, gặp chị Yến nè, giống như mình tìm được một cái người mà thấu hiểu ruột gan của mình luôn. Rồi khi mà tham gia các hoạt động của DRD đó, càng tham gia Hiếu càng thích, giống như là cá gặp nước vậy nè. Càng tham gia nhiều hoạt động của DRD, Hiếu mới thấy được là mình là người khuyết tật nhưng mình cũng có quyền yêu và kết hôn với người mình yêu. Hiếu mới bắt đầu mạnh mẽ từ trong cái ý thức của mình á, bắt đầu dám nói rồi, bắt đầu dám nói chuyện với má, nói chuyện với ba, nói chuyện với anh chị là Hiếu muốn kết hôn với người mình yêu. Rồi đến năm 2009 thì gia đình đồng ý cho kết hôn, rồi bắt đầu Hiếu được đám cưới. Rồi 3 tháng sau Hiếu bắt đầu có con. Rồi đẻ ra thì cũng chắc là cũng là giống như là một món quà đặc biệt dành tặng cho Hiếu. So sánh thử cái năm 16, 17 tuổi nha, Hiếu muốn được chết sớm, càng chết sớm càng tốt, chết ngay cũng được. Đến thời điểm bây giờ lại ước gì mình sống được 100 tuổi với con mình. Nếu mà không có DRD, Hiếu không biết là mình có đủ mạnh mẽ để mà đòi cái quyền được yêu, được kết hôn không. Nên Hiếu nghĩ là cái người mà Hiếu làm thay đổi cuộc đời Hiếu á, chính DRD.